Sa thu lần thầy xin cảm vân Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 317. Pāye pāyadā sīno pāye ca pāyadā sīno miccā ditthi samādhanā sattā gacchanti dukkha tiṃ pāye pāyadā sīno pāye ca pāyadā sīno miccā ditthi samādhanā Sattā gacchanti dukkha tiṃ Appāye payadassino Pāye ca payadassino Miccā ditthi samādhanā Sattā gacchanti dukkha tiṃ Appāye payadassino Pāye ca payadassino Miccā ditthi samādhanā Sattā gacchanti dukkha tiṃ. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Sợ hãi những chuyện gì đâu, lại không hãi sợ lo âu đáng điều. Ôm ấp tà kiến ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, con xin được xuống mic. Dạ, không biết còn người Việt nào đây chứ. Dạ. À, còn cô tu nữ gì ha, quyền tên Phúc Hạnh. Kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh và xích Nhật Huỳnh. Sa thú kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Á. Dạ, cảm ơn rằng đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Chắc là cô Phục Hạnh không cầm mịt được rồi, Nguyên Tịnh cũng im ru luôn. Dạ, nếu cô Phục Hạnh và Nguyên Tịnh có thể cầm mịt được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được trả bài trước ạ. Dạ, cảm ơn Minh Văn Thanh Á cho bài học. Con xin được ông bài Pháp Quốc Kinh số 317. A pha dê pha giá đá si nơ pha dê chà pha giá đá si nơ mít chà đích thi sa ma đà na sạc ta gạch chanh tít đúc gạch tình. A pha về pha giá đa si nơ pha về cha pha giá đa si nơ mịt cha đích thi sa ma đà na sát ta gạch chanh tị đúc gạch tình. A pha về pha giá đa si nơ pha về cha pha giá đa si nơ mịt cha đích thi sa ma đà na sát ta gạch chanh tị đúc gạch tình. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. A pha dê pha và đa si nô pha dê cha pha và đa si nô mịt cha đích thi sam a đa na sát ta gạch chăn tì đục gá tình. A pha dê pha và đa si nơ pha dê cha pha và đa si nơ mịt cha đích thi sa ma đa na sa ta gạch chanh tỳ đúc ga tình. A pha dê pha và đa si nơ pha dê cha pha và đa si nơ
cha địch thi sa ma đa na sa ta gạch chanh tỷ đức ga tình. Sợ hãi những chuyện gì đâu, lại không sợ hãi lo âu đáng điều. Ôm ấp tà kiến ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, đây là cô Phúc Hạnh và cô và Nguyên Tịnh không có cầm mít được rồi. Dạ, con thấy Đại Đức Minh Mẫn vào đạo tràng sớm rồi. Chắc sư có thể cho chúng con học bài sớm. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Bách Thanh Á. À, cảm ơn cô Ái Minh, Xích Sương Mai, Xích Trần Đào, Xích Rạng Đông, cô tu nữ Tệ Duyên đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Quỳnh Vát Tha Ná cho bài học. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Tam Ma Sam Bồ Đà Sa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành trai tạng mùi hương. Phép mặt pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thổi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh nhài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng, biên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 38. Sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Sa thú lành thai kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Dạ rồi, chắc bây giờ là nghe lớn rồi. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hình như chúng tôi đã vắng mặt ở room 3 tuần. Ở trong 3 tuần đó có 2 tuần rơi vào ngày 14 và 29.
Ngày 14 đó thì chúng tôi bận dẫn chư tăng đi tụng cho một cái công ty, tụng kinh buổi chiều cho một cái công ty, thành ra không vô room được. 29 đó thì chúng tôi lại đi giảng pháp ở chùa Phật Bảo, thành ra cũng không có vô được. Còn tuần ở giữa đó, tuần ở giữa đó thì có một cái sự kiện xảy ra. Nhân tiện có một số chư tôn đức và một số bà con Phật tử phàn nàn, thành ra chúng tôi cũng xin được bộc bạch đôi điều. Là mẹ của chúng tôi, thân mẫu của chúng tôi mất, thành ra tuần giữa chúng tôi không có vô room được. Một số chư tôn đức và Phật tử phàn nàn trách móc tại sao không cho chúng tôi biết, chúng tôi không cho biết. Thì cũng kính bạch chư tôn đức, kính thưa bà con chư Phật tử, chúng tôi xin được giải thích lý do đó. Là vì thân mẫu của chúng tôi mất mà để tại nhà của người anh, chúng tôi không có cái quyền để đứng ra sắp xếp. Thành thử ra đó là đám ma tổ chức theo cái tập tục truyền thống ở cái xứ đó. Nếu mà cho bà con chư Phật tử rồi là chư tôn đức đến thì một là đường ngà đường xá xa xôi, thứ hai đó đến mà phúng điếu đó, thì cái tiền phúng điếu đó họ sẽ sử dụng, và họ sử dụng vào một cái mục đích không mang lại lợi lạc nhiều. Chư tôn đức đó là người có giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn. Bà con chư Phật tử chúng ta thì tối thiểu đó cũng có năm giới. Như vậy có nghĩa đó là nếu chúng tôi cho bà con chư Phật tử chúng ta và chư tôn đức biết, thì lúc đó những người anh của chúng tôi lại phải đi vay nặng lãi, mà đầu tư theo cái kiểu đó là không có lãi nhiều. Thì như vậy họ sẽ phải mang nợ. Không biết bà con chư Phật tử có nhớ không, ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đó có nói như thế này: nếu mình không có giới, không có giới hạnh hay không có giới đức, mà để cho một người có 5 giới, có 8 giới, có 105 giới, có 227 giới lại mình, thì tức có nghĩa đó là mình lãnh 5 con dao, 8 con dao, 105 con dao, 227 con dao. Thì dựa trên cái lời dạy và ý nghĩa này nè, cái thành ra đó là chúng tôi không có thông báo cho ai biết cả. Thì đó là cái lý do mà chúng tôi không có thông báo. Thành ra xin thành kính sám hối chư tôn đức, thành kính sám hối bà con chư Phật tử. Và cũng nhân tiện thì con xin được thành kính đảnh lễ và tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã hỗ trợ giúp đỡ tịnh tài để con có cái điều kiện làm phước hồi hướng đến cho thân mẫu. Mong phước báo và chư thiên hộ trì Thượng Tọa được sống an lạc trong đời sống hiện tại và sớm thành tựu cứu cánh đời sống phàm hạnh. Kính tri ân chư tôn đức, kính tri ân bà con chư Phật tử đã lắng nghe một đôi điều chúng tôi bộc bạch. Bây giờ chúng ta bước vào bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 118. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Awacce Vacchamattino. Awacce Vacchamattino. Đoạn 2: Vacce Cha Vacchadassino.
Vacchacchavacchadassino. Đoạn 3. Miccha ditthi samadana samadana. Miccha ditthi samadana. Và đoạn thứ 4. Satta gacchanti dukkhatin. Satta gacchanti dukkhatin. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, a wacche, đây là một hợp từ chúng ta tách ra a cộng với là wacche. A là một phủ định từ, có nghĩa là không. Wacche là wacchá mà chia theo cách thứ bảy. Wacchá có nghĩa là sai trái, sai lầm, lầm lỗi, đáng chê trách, đáng khiển trách. Vậy thì là áo quách chá đó, là không. Không sai trái, không sai lầm, không lầm lỗi, không đáng chê trách, không đáng khiển trách. Từ thứ hai, quách chá Martino, đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra. Quách chá cộng với là Mati. Mati mà chia theo chủ cách số nhiều. Thành ra nó có cái hình thức là Ino. Quách chá chúng ta lấy nghĩa rồi, còn Mati. Mati có nghĩa là nghĩ rằng, cho rằng, tưởng rằng. Như vậy là quách chá Mati hay là Matino đó là cho rằng có lỗi, hay là nghĩ rằng có lỗi, hay là tưởng rằng có lỗi. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên quách chê. Quách chê là quách chát, chia theo cách thứ bảy chúng ta đã lấy nghĩa rồi. Từ thứ hai, cha quách chá đá xí nô, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Chá cộng với là áo quách chá cộng với là đá xí nô. Chá có nghĩa là và. Áo quách chá chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Đá xí nô là đá xí mà chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là ý nô. Dassi là người thấy hay là sự thấy? Như vậy là Awachadassino là thấy không có lỗi. Rồi bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy chỉ có một từ. Từ này là một hợp từ chúng ta tách ra. Miccha ditthi cộng với là Samadana. Miccha ditthi dịch là tà kiến. Samadana. Bà con có thọ trì quy giới mà bằng ngôn ngữ Bali đó thì thấy từ này rất là quen. Panatipata veramani sikkhapadang sammadiyami. Sammadiyami là vâng giữ hành theo. Vâng giữ hành theo. Miccha ditthi là tà kiến. Thành ra miccha ditthi sammadana là vâng giữ hành theo tà kiến. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch đó là chấp nhận tà kiến. Rồi đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư có ba từ. Từ đầu tiên Satta. Satta có nghĩa là chúng sinh. Rồi Gacchanti. Gacchanti là đi đến. Dukkhatin
là khổ cảnh hay là ác thú. À, nếu mà cái đoạn kệ này chúng ta phải dịch lại văn xuôi đó ha. À, chúng ta phải viết lại văn xuôi đó. À, thì hai câu đầu đó, mỗi một câu chúng ta thêm vô một cái từ sattha. Avacche vacchadassino sattha. Rồi là đoạn thứ hai là avacche cha vacchadassino sattha. À, thì cái chữ sattha đó, đó lúc đó, đó nó là chủ của một cái cụm từ đó. À, nó đoạn đầu nè. Chúng sinh nghĩ rằng có lỗi trong cái không lỗi hay là trong điều không có lỗi. Ở đoạn thứ hai, chúng sinh thấy rằng không và có chữ chá cho nên chúng ta dịch là và chúng sinh thấy rằng không có lỗi trong điều hay là trong việc hay là trong sự cũng được, có lỗi. Và tới đoạn thứ ba, chúng mitta ditthi samadana satta là chúng sinh vâng giữ hành theo tà kiến, gacchanti đi đến đúc và tinh khổ cảnh. Đó là văn dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 318. Kính triền Sư Đại Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 318. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được mời quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ avivādemi. Svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno phakkhavato savakka sangho sangham namami. Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 218. Câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ pháp cú số 219 có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná, đề cập đến các cái môn đồ của ngoại đạo. Tương truyền rằng vào một ngày kia, có một số người ngoại đạo thấy con của mình chơi đùa chung với những đứa bé, con nhà chánh kiến, hay mình hiểu ra là con nhà theo Phật giáo. Khi hết cái cuộc chơi, thì những đứa bé này về nhà và chúng nó bị cha mẹ của chúng đó la rầy, mắng nhiếc, rồi ngăn cản, ngăn cấm. Cha mẹ chúng dạy chúng như thế này: chúng mày hay là các con ha,
không được đảnh lễ các sa môn thích tử và không được đến chùa các sa môn thích tử, cũng như không được giao du chơi chung với những người thân cận theo sa môn thích tử. Một lần khác, khi những đứa bé này nó đang chơi gần cổng chùa chê tấu quán á đó, thì những đứa trẻ mà nó chơi đùa thì mồ hôi nó ra, và mồ hôi ra thì là khát nước, cho nên đó là chúng nó mới cử một số đứa đi vào ở trong chùa đó xin nước uống. Thì lúc mà vào chùa đó, cái mấy đứa đó xin được nước uống xong rồi gặp Đức Phật đảnh lễ. Đảnh lễ xong đó, cái bắt đầu nó thuật lại cái câu chuyện mà bị cha mẹ ngăn cấm cấm cản đó đó cho Đức Phật này nghe. Ê, Đức Phật á, ngài mới kêu tất cả những đứa bé đó vào trong chùa đó. Ngài kêu người ta đó đem nước cho tất cả đó uống. Thì sau khi mà chúng uống xong đó, bắt đầu ngài mới nói đạo lý cho nghe. Thì khi mà chúng nó được nghe đạo lý từ nơi Đức Phật đó, thì xin theo quý vị, có lẽ cái này là ý kiến của chúng tôi thôi, đây là những cái đứa trẻ mà nó đã có cái túc duyên từ đời xưa kiếp trước rất là đặc biệt. Mình có thể nói đây là những đứa bé có một cái phước đặc thù. Chính vì cái chỗ nó có phước đặc thù cho nên nó mới được diện kiến Đức Phật. Và gì? Được Đức Thế Tôn ngài trực tiếp nói đạo lý cho nghe. Và nói đạo lý cho nghe. Và đây chúng tôi cũng xin được mở ngoặc nói ngoặc, mở ngoặc đóng ngoặc nói về cái ý nghĩa của chúng tôi một tiếng. Đó là xin thưa quý vị, trong suốt quá trình từ cái lúc mà học Pháp rồi suy gẫm Pháp rồi để hiểu Pháp cho tới bây giờ, chúng tôi không có nguyện là mình sẽ được gặp Phật trong tương lai. Chỉ ước nguyện đó sau đó để mình mau giải thoát thôi, mau hết khổ thôi. Nhưng mà giả sử như chúng tôi được gặp Phật toàn giác đó, thì chúng tôi chỉ hỏi một câu thôi. Đó là bạch ngài, với con người của con thì con tu pháp môn gì và ở đâu? Chỉ bấy nhiêu đó thôi xin thưa quý vị. Nếu mà mình hỏi nhiều đó thì sẽ làm cho ngài đó mệt mỏi. Và mình chỉ cần hỏi vậy thôi là đã đủ rồi. Bởi chỉ có Phật đó, thì mới biết được cái điểm mạnh của mình là gì, cái điểm yếu của mình là gì. Và chỉ cần ngài chỉ cho mình thấy được một trong hai điểm đó thôi thì xem như đó là mình đã thành công rồi đó, đã thành tựu rồi, đã thành công thành tựu rồi. Thì những đứa bé bé này sau khi nó nghe Đức Phật thuyết pháp hay là nói đạo lý cho nó nghe xong, nó hoan hỷ quá. Cái bắt đầu đây chúng nó xin quy y luôn. Sau khi quy y xong thì đứa nào đứa nấy trở về nhà. Thì những đứa bé mà theo ngoại đạo đó, đó thuật lại câu chuyện cho cha mẹ chúng nó nghe. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cha mẹ chúng nó nghe đó thì không có nhận ra được cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là vui, cái gì không vui thật sự, cái gì là an lạc, cái gì không an lạc thật sự. Cho nên đó là một lần nữa chúng cha mẹ của chúng nó lại la rầy và nói rằng các con đã làm sai rồi. Lúc đó đó, những đứa bé mà nó tương đối là thông minh nhất, nó có cái trí nhớ nhiều nhất, nó nhớ lại được những cái gì mà Đức Phật đã nói cho chúng nó đó. Cái bắt đầu chúng nó mới đi truyền, đi tường thuật lại những cái lời dạy của Đức Phật mà chúng nó nghe được đó cho những người khác nghe, kể cả cha mẹ của chúng nó.
Tức giống như kiểu đó là mình đi chùa, mình nghe pháp hoan hỷ hay quá đó, mà mình có được cái trí nhớ siêu phàm. Thì xong cái mình về mình thuật lại cho cha mẹ của mình, cho anh chị em, cho con cái của mình, họ nghe vậy. Thì những đứa bé này nó cũng làm vậy. Thì bắt đầu đó, lúc này nè, cha mẹ của chúng nó đó được nghe có đầu, có giữa, có đuôi. Và có thể đó, là lúc này cha mẹ của chúng nó cũng đã nguôi đi cái cơn giận rồi. Tâm trở lại trạng thái bình thường, có thể tiếp nhận được lời hay ý đẹp. Thì thành ra đó là cha mẹ của chúng ta nó nghe xong cái thời pháp đó thì vô cùng quan hỷ. Dạ, vô cùng quan hỷ. Và khi mà quan hỷ thấy ra được cái gì là đúng, cái gì là sao rồi, sai rồi đó, thì bắt đầu mới cam tâm tình nguyện nè. Cho những đứa con của mình đó, giao du thân cận làm đệ tử của Sa môn Cồ Đàm, Sa môn Gotama. Và rồi họ dẫn con cái của họ đi đến tịnh xá kỳ viên yết kiến Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật Ngài mới quán xét và Ngài thấy được cái túc duyên của họ, cho nên Ngài mới thuyết lên một loạt hai câu kệ. Thì hôm nay chúng ta học câu kệ đầu. Đức Phật Ngài thuyết: Avacce vacca dassino, avacce vacca matino, vacce cha vacca dassino, miccha dethi samadana, satta gacchanti dukkhatin. Và câu kệ này Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Và chúng tôi lại thấy có một cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức nữa, cho nên xin được đọc để bà con chúng ta cùng nghe. Không chi lại thấy lỗi lầm, lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không. Người ngu tà kiến siêng ngông, rơi vào cảnh khổ đi tông cuộc đời. Và đồng thời khi nãy chúng tôi cũng đã chiết nghĩa từ ngữ và việc dịch văn xuôi, cho nên qua ba bản dịch này ít nhiều gì bà con chư Phật tử chúng ta cũng đã hiểu được cái ý ẩn chứa ở trong câu kệ này. Rồi qua duyên sự mà chúng tôi trình bày, thì xin thưa quý vị, cái duyên sự đó là những gợi ý hay là những cái chỉ hướng để cho chúng ta hiểu được ý nghĩa mà Đức Phật Ngài dạy ở trong cái câu kệ này. Bây giờ chúng tôi mới xin được dùng cái sự hiểu biết của mình để diễn giải rộng cái câu kệ này ra. Mong bà con chư Phật tử chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy ở trong câu kệ này, rồi chúng ta ứng dụng vào ở trong cái đời sống của mình, tức là chúng ta vâng giữ hành theo đó. Thì lúc đó chúng ta có được cái phước nghe pháp nè, mà lại còn có thêm được cái phước đó là hành pháp nữa. Và nếu mà hiểu rõ nè, hiểu đúng rồi, tin chắc, và chúng ta sống giống vậy đó, thì không chừng cái sự hiểu biết tin chắc đó nó có thể làm cho chúng ta trở thành bậc thánh ngay trong đời sống này. Chúng ta liếc vào cái câu kệ này đó, hoặc là chúng ta đọc kỹ cái câu kệ này đó, thì xin thưa quý vị, cái câu kệ này đó, cái ý chính nằm trong câu kệ này đó là Mittha Ditthi Sammadana. Đó là do vân giữ hành theo, hay là từ cái việc vân giữ hành theo tà kiến. Điều đó có nghĩa đó là trong tư tưởng, trong thâm tâm của mình nè, có nuôi dưỡng, có trưởng dưỡng tư tưởng tà kiến. Từ cái chỗ đó đó mới dẫn đến là gì? Khẩu hành sai trái, lầm lỗi. Thân hành sai trái, lầm lỗi. Và khi mà có khẩu hành sai trái, lầm lỗi, thân hành sai trái, lầm lỗi, thì tất yếu nghiệp bất thiện được tạo ra. Mà nghiệp bất thiện được tạo ra đó thì
mọi chúng sanh sẽ chết, tùy nghiệp họ sẽ đi nhận lãnh quả thiện ác, ác nghiệp đọa địa ngục, hay là ác nghiệp đó thì đi đến khổ cảnh, thiện nghiệp lên thiên giới, hay là thiện nghiệp đó thì đi đến chỗ an lạc, an lành, hạnh phúc. Đây ý chính của cái câu kệ này là vậy đó, xin thưa quý vị. Do trong thâm tâm, trong tư tưởng, trong suy nghĩ của mình đó ẩn chứa hay là được nuôi dưỡng tà kiến, từ chỗ đó dẫn đến là gì? Có khẩu hành sai trái lầm lỗi nè, có thân hành sai trái lầm lỗi nè. Mà khẩu hành sai trái lầm lỗi, thân hành sai trái lầm lỗi thì có nghĩa đó là ngay khi đó mình đang tạo ra nghiệp bất thiện hay là ác nghiệp đó. Mà nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện hay là ác nghiệp đó, đó là do mình tạo nè. Và do mình tạo thì là mình nhận lãnh cái hậu quả đó, chứ không có ai nhận lãnh cái hậu quả đó cho mình cả. Vậy thì vấn đề được đặt ra ở đây nè, tà kiến là gì? Chúng ta phải hiểu cho nó rõ ràng, cho nó rộng rãi, cho nó sâu sắc về tà kiến này đó. Thì bắt đầu đó là lúc đó đó, chúng ta mới sẽ hiểu đó cái gì là lỗi lầm, là lầm lỗi, là đáng khiển trách. Cái gì đó là không lầm lỗi, không lỗi lầm, không đáng khiển trách. Vậy xin hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ tà kiến là gì? Tà kiến này nha, nếu mà chúng ta định nghĩa theo từ đó, tà là tà phải, là sai trái, là không có đúng đắn. Còn kiến là sự hiểu biết. Sự hiểu biết sai trái, sự hiểu biết không đúng đắn, sự hiểu biết tà đạo đó, thì đó được gọi là tà kiến. Rồi nếu này ha, chúng ta hiểu thêm tí nữa đó, thì tà kiến này bắt đầu mới chia ra nè. Tà kiến này đó mới chia ra làm có hai nè, là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là hiểu rằng cái gì nó cũng còn mãi mãi. Thường là thường hằng mà, là còn mãi. Còn đoạn kiến là hiểu không có cái gì đó đoạn kiến đó. Mình hiểu là gì? Là không có cái chi cả. Mà không có cái gì cả có nghĩa đó là gì? Là không có nhân, là không có quả, là không có cha, là không có mẹ, là không có thánh thần, là không có Phật, vân vân. Mình hiểu vậy đó. Rồi nếu mà mình hiểu rộng ra nữa thì tà kiến này ở trong kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn ngài mới phân ra tới 62 thứ. Đó là mình hiểu theo cái hướng tà kiến. Nhưng mà rồi mình thấy này, tà kiến vậy đó, nó không có đẹp, mình không thích. Nhưng mà bây giờ mình hiểu ngược lại, tà kiến nó đối lại với chánh kiến, cho nên mình chỉ cần hiểu được chánh kiến thôi thì là đủ. Vậy thì chánh kiến là gì? Tà kiến nó đối lại với chánh kiến, cho nên những ai đó mà không vâng giữ hành theo chánh kiến thì người đó sẽ rơi vô tà kiến. Rơi vô tà kiến. Thành ra đó là gì? Bà con chư Phật tử chúng ta học thêm câu kệ sau đó, thì chúng ta sẽ thấy được thấy được chánh kiến. Câu kệ sau là Sammadana Satta Gacchatin Sugatin Satta Gacchanti Sugatin. Là do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lạnh. Thành ra nếu mà mình không có hiểu được tà kiến, mình sẽ hiểu chánh kiến. Đó, vậy thì chánh kiến là gì? Chánh kiến ha, tà kiến đó là sự hiểu biết sai. Vậy thì chánh kiến đó là sự hiểu biết đúng đắn.
À, mà sự hiểu biết đúng đắn như thế nào được gọi là sự hiểu biết đúng đắn? Sự hiểu biết đúng đắn này ở trong bài kinh Đại Kinh 40 đó, ở trong chú giải bài kinh Đại Kinh 40 ở trong Trung Bộ Kinh đó. À, thì trong đó mới giải đó, chánh kiến như thế này được gọi là chánh kiến. Chánh kiến thể hiện qua năm khía cạnh. Thứ nhất đó là kammika samadhi, là chánh kiến về nhân quả nghiệp báo. Mình nói gọn đó là chánh kiến về nhân quả. À, mà ở đây là kammika samadhi đó, thì mình hiểu đó là chánh kiến về nghiệp thiện ác. Kammika, kamma là nghiệp, nghiệp thiện ác. Thì nghiệp thiện ác đó mình hiểu đó là nhân thiện, nhân bất thiện. Nhân thiện thì cho quả vui, nhân bất thiện đó thì cho quả khổ. À, đồng nghĩa với việc đó là nghiệp thiện thì cho quả vui, mà nghiệp bất thiện đó thì cho quả khổ. À, rồi cái nghiệp này nè mà chúng ta hiểu theo ví dụ pháp đó. À, thì nghiệp bất thiện đó được tạo thành, bởi các tâm bất thiện. Còn nghiệp thiện đó thì được tạo bởi các tâm thiện. À, thì nghiệp bất thiện đó là thể hiện, các tâm bất thiện đó nó thể hiện ra bằng những việc làm gì? Tâm bất thiện nó sai khiến khẩu hành thân hành á. Khẩu hành đó thì là nói láo, nói hai lưỡi, nói đâm thọc, nói nhảm nhí đó. Rồi thân hành đó thì là sát sanh trộm cắp tà dâm. Và ở trong tâm bất thiện đó thì chúng ta thấy này nha, luôn luôn ha có bốn cái tính chất. Đó là si, vô tàm, vô quý và phong dật. Si có nghĩa đó là gì? Mù mờ hay là mê mờ, không hiểu biết. Vô tàm có nghĩa đó là không có mắc cỡ, không có thẹn thùng. Rồi vô quý đó là không có sợ. Phóng dật đó là tâm lao chao. Đứng chỗ này đó, làm việc này đó thì là nhảy qua việc kia, nói điều này đó thì nói sang điều kia. Trong tâm bất thiện luôn luôn có bốn cái tính chất này. Và vì do có bốn tính chất này nè, thì thành ra người ta không có nhận ra được cái gì là đúng. Người ta không có nhận ra được cái gì là sai. Và đôi khi đó là ngộ nhận. Cái sai cho là đúng, cái đúng cho là sai. Cái đúng cho là sai. Một đối tượng đáng cung kính, đáng thân cận đó, thì do si này, xin thưa quý vị, vô minh này, nó che đi. Cho nên khiến cho cái người đó đó nghĩ rằng cái đối tượng đó đó không đáng cung kính, không đáng thân cận. Giống như là những cái bậc làm cha làm mẹ của những đứa trẻ ngoại đạo nữa, khi con của mình tiếp xúc thân cận với Sa môn Gotama, tức là Phật chánh đẳng chánh giác đó. Nhưng mà họ cho rằng nè, Phật chánh đẳng chánh giác đó là người ngoại đạo, người ngoại đạo so với họ đó, là người không đáng thân cận, là người không đáng kính trọng, là người không đáng gần gũi. Người không đáng gần gũi.
À, thì tại sao, do đâu mà họ có cái tư tưởng, họ có cái sự hiểu biết sai lạc đó? Thì xin thưa quý vị, đó là vì do vô minh nó che đậy. À, cho nên người đó mới có cái tư tưởng tri kiến sai lạc, tư tưởng tri kiến không có đúng đắn vậy. À, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Là đại diện cho thiện, nhưng mà bây giờ đó thì họ nghĩ, họ cho rằng là ngoại đạo. À, cho nên nó mới ngăn cản, cấm cản con của mình, không có cho gần gũi, không có cho thân cận. Yeah, không có cho thân cận. À, thì xin thưa quý vị đó. À, không có lỗi lầm, ha, không có đáng khiển trách, không có đáng chê bai, mà lại thấy có lỗi lầm, đáng chê trách, đáng khiển trách, không cho con cái mình gần gũi thân cận. Vậy là cũng bởi vì do gì, xin thưa quý vị? Do họ ở, do trong cái đầu của họ, do trong tư tưởng, trong suy nghĩ tư duy của họ có ẩn chứa tà kiến, tức là sự hiểu biết sai lầm. À, do nuôi dưỡng cái tà kiến đó, thành ra đó là mới có cái ý nghĩ vậy. Phật cho rằng là đối tượng không có nên thân cận, không có nên gần gũi, không có nên chơi chung. Thì ngay cái ý nghĩ, cái suy nghĩ đó đó đã là sai rồi, đã là có lỗi đáng khiển trách rồi đó. À, thì họ lại thấy đó đó là đúng đắn, là đúng đắn. À, thì xin thưa quý vị, là tại sao họ lại có ý nghĩ đó? Thì cũng bởi vì ở trong cái đầu của họ đó là ẩn chứa hay nuôi dưỡng, hay làm cho trưởng dưỡng tà kiến. À, trưởng dưỡng tà kiến. À, thì do ở trong cái đầu của họ nuôi dưỡng tà kiến vậy ha, thì thành ra là gì? Họ không có xác định được đó. Nghiệp bất thiện là nghiệp bất thiện, nghiệp thiện là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện tất yếu sẽ dẫn đến cho cái quả khổ, nghiệp thiện tất yếu dẫn đến cho quả an vui. Bị quả khổ là bởi vì do tạo nghiệp bất thiện. À, còn được cái quả an lạc an vui là bởi vì do tạo nghiệp thiện. À, không thấy, không hiểu biết theo cái kiểu nhân quả nghiệp báo như vậy đó. À, thì cái đó là khía cạnh thứ nhất của tà kiến. Còn thấy hiểu biết theo nhân quả nghiệp báo vậy đó thì được gọi là khía cạnh thứ nhất của chánh kiến. À, chánh kiến thể hiện ở cái khía cạnh thứ hai đó là Vipassana Samadhi, là vạn hữu ở trên cuộc đời này không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả, mà luôn luôn biến hoại đổi thay. Từ chỗ biến hoại đổi thay đó dẫn đến người ta chịu không nổi, và khi mà nó biến hoại đổi thay đó đó là tùy thuộc dựa vào cái bản chất của nó, chứ không phải tùy thuộc dựa vào cái bản dựa vào ước muốn, ý muốn của bất kỳ một ai cả. Cái laptop mà chúng tôi đang giảng cho quý vị nghe đây nè, thì cái laptop này nó không có thể tồn tại mãi mãi được, mà có lúc nó phải bị hư đi. Thì hư đi đó nó không có tùy thuộc vào cái ý muốn của chúng tôi hay là của quý vị, mà nó hư đi đó là nó tùy thuộc vào cái điều kiện của nó. À, cái cuốn sách mà chúng tôi đang cầm đây để giảng cho quý vị nghe đó, thì cái cuốn sách này nó cũng không có tồn tại mãi mãi. À, mà đến một lúc nào đó nó cũng sẽ bị hư hoại. À, và cái hư hoại này nè không có tùy thuộc vào ý muốn của chúng tôi hay là của quý vị, mà nó hư hoại đó là nó tùy thuộc vào cái bản chất của cái cuốn sách này. Nếu mà giấy nó tốt đó thì là nó hư hoại lâu, giấy mà nó hơi dỗm dỗm tí thì nó hư hoại máu. Rồi là gì nếu cái cuốn sách này được bảo dưỡng kỹ càng kỹ lưỡng thì là nó hư hoại lâu. Cuốn sách này mà xài xong quăng tùm lum đó thì là nó hư hoại máu. Dạ, nó hư hoại máu. À, thì hiểu biết vạn hữu vạn vật ở trên cuộc đời này nè,
nó không có tồn tại vĩnh viễn ha, mà nó luôn luôn biến hoại đổi thay, và từ cái chỗ biến hoại đổi thay đó khiến cho mình khó chịu, khiến cho mình không có chấp nhận được. Cái biến hoại đổi thay đó không có dựa vào ước muốn ý muốn của một ai cả, mà dựa vào cái bản chất của sự vật sự việc đó. Hiểu biết như vậy là khía cạnh thứ hai của chánh kiến, mà không có hiểu biết như vậy cho rằng vạn vật ở trên cuộc đời này nè tồn tại mãi mãi. Do tồn tại mãi mãi, sự đau khổ hay hạnh phúc đó đó là do một thần linh thượng đế nào đó ban cho, vân vân. À, hiểu biết vậy đó là khía cạnh thứ hai của tà kiến. À, khía cạnh thứ ba chánh kiến thể hiện ở khía cạnh thứ ba, Magga Samadhi. Magga là đạo lộ, là con đường. À, thì Magga này đó dẫn đến hai nơi. Một đó là dẫn đến cảnh vui, hay là cõi vui, hay là nhàn cảnh. Và thứ hai đó là dẫn đến niết bàn, hay là dẫn đến sự tịch tịnh vắng lặng. À, thì hiểu biết đó để mà được sanh trở lại làm người nè, để được sanh lên các cõi trời, à, thì buộc lòng người đó cũng phải tin vào nhân quả nghiệp báo. Từ cái chỗ đó đó bắt đầu là gì, mới có bố thí, có trì giới, có tu tiến. À, thì do có bố thí, có trì giới, có tu tiến, cho nên là gì, sau khi thân hoại mạng chung, người đó được trở lại làm người hoặc là sanh lên các cõi trời. À, thì đây là khía cạnh đầu tiên của chánh kiến đó, xin thú vị, mà chánh kiến là một chi phần của Magga đạo. Đạo có 8 chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. À, thì bố thí trì giới đó mà dựa vào bát chánh đạo đó, à, nếu chưa có từ bỏ hết tham sân si đó, đó thì người mà tu tập bát chánh đạo đó, đó sau khi thân tại mạng chung được trở lại làm người hoặc là sanh lên các cõi trời. À, cho nên đó là đạo đưa đến chỗ an lành là vậy, à, đưa đến cõi lành là vậy. À, thứ hai, ai tu tập bát chánh đạo đó đó mà khiến cho người đó không còn tham, không còn sân, không còn si nữa, thì sau khi thân hoại mạng chung, người đó đạt đến chỗ tịch tịnh vắng lặng. Tức có nghĩa là không có đi đâu về đâu nữa. Dạ, không có đi đâu về đâu nữa. À, thì hiểu biết như vậy đó được xem như là người đó có chánh kiến. Và hiểu biết sai lạc đi, à, hiểu biết sai lạc đi là như là mình tu một cái pháp môn nào đó, như là tu theo hạnh con bò, tu theo hạnh con chó, hay là mình cầu nguyện, mình van vái, mình khấn xin một ai đó, rồi sau khi thân hoại mạng chung, người đó họ rước mình về một nơi nào đó, thì hiểu theo kiểu vậy đó là tà kiến. Dạ, tà kiến. À, thì xin thưa quý vị đó, chánh kiến ở trong chú giải của bài kinh Đại Kinh 40 đó có tới 5 khía cạnh lận. À, nhưng mà đối với người tu tập chúng ta thì chỉ cần ứng dụng 3 khía cạnh này thôi là đủ. À, nhưng mà đã nói chúng tôi cũng xin được nói cho nó hết. À, khía cạnh thứ tư đó là Phala Samadhi, là chánh kiến về khía cạnh thành quả của quá trình tu. Rồi thứ năm đó là Pachavekana Samadhi, đó là chánh kiến bản khác, đó là nhìn lại, ngắm lại một cách đúng đắn, à, cách hành trì, à, cách hành trì mà mình đã hành trì, à, thành quả mà mình đã đạt được, những cấu uế nội tâm nào mình đã
từ bỏ những cấu uế nội tâm nào mình còn sót lại. Hiểu biết theo năm khía cạnh vậy đó, thì người đó có chánh kiến. À, và dựa trên sự hiểu biết năm khía cạnh này để mình nói mình làm. Và mình nói mình làm. À, thì như vậy có nghĩa là người đó đó vẫn giữ hành theo chánh kiến. Còn ngược lại, những ai đó mà không có dựa trên sự hiểu biết liên quan tới năm khía cạnh này nè, à, để nói, để làm đó, à, thì người đó vẫn giữ hành theo tà kiến. Vì do vẫn giữ hành theo tà kiến vậy thì khi nãy đầu vô chúng tôi dẫn nhập đó là gì? Dẫn đến khẩu hành sẽ bị sai trái lầm lạc, thân hành sẽ bị sai trái lầm lạc. Mà với những ai đó có khẩu hành, thân hành sai trái lầm lạc, giống như ở trong cái duyên sự đó đề cập đến bậc làm cha làm mẹ của những đứa bé ngoại đạo đó, cấm cản con cái, ngăn cản con cái không có đúng, dạ không có đúng, à, thì đây là việc làm sai trái, là lời nói sai trái. À, may mắn thay cho họ đó là sau đó họ có còn có những người con cực kỳ khôn ngoan, cực kỳ thông minh, trí nhớ siêu phàm, để nhớ lại được hết những gì Đức Phật Ngài đã dạy một cách rõ ràng rành mạch, rồi tường thuật lại cho cha mẹ nghe có đầu có giữa có cuối, làm cho cha mẹ phấn khích hoan hỷ, bắt đầu mới từ bỏ đi cái sai đó, đó quay về chánh đạo. À, cho nếu không đó bậc làm cha làm mẹ đó mà cũng vẫn cứ ôm khư khư cái sự hiểu biết sai lạc đó đó thì khổ không biết bao giờ mới hết khổ đâu, xin thưa quý vị. À, như vậy thì chúng tôi đã giảng cho bà con chư Phật tử chúng ta về ý nghĩa của câu kệ pháp cú số 318. À, xin được gom gọn lại, đó là vì do chúng sinh vân giữ hành theo tà kiến cho nên mới dẫn đến là có khẩu hành sai trái lầm lỗi đáng khiển trách, thân hành sai trái lầm lỗi đáng khiển trách. Và nếu chúng ta hiểu rộng ra đó thì do vân giữ hành theo tà kiến này, cho nên chúng sinh sẽ có khẩu hành bất thiện, thân hành bất thiện. Mà đã có khẩu hành bất thiện, thân hành bất thiện thì tất yếu là ngay khi đó đang tạo ra nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện đó sẽ dẫn chúng sinh đi đến khổ cảnh. Đi đến khổ cảnh. À. Thì với những ai đó mà sợ hãi khổ cảnh, sợ hãi khổ cảnh, thì ráng cố gắng cải chính tri kiến của mình, tức là tu tập chánh kiến để thu thúc gìn giữ cái khẩu hành của mình cho nó được chân chánh, thu thúc gìn giữ cái thân hành của mình cho nó được chân chánh, thì từ cái chỗ đó đó mình mới có thể không đi đến khổ cảnh được. Thì mai này chúng ta sẽ học câu kệ đối lại. Thì có thể vị giảng sư giảng thì sẽ so sánh cho chúng ta giữa hai mặt, mặt tốt và mặt xấu, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu rõ ràng hơn. Thì hôm nay chúng tôi chỉ xin được trình bày với quý vị bấy nhiêu đó ý nghĩa. Thì mong rằng qua cái thời giảng này, bà con chư Phật tử chúng ta sẽ thấy sợ hãi hơn đối với cái việc đi khổ cảnh. Và tốt đẹp xa hơn nữa đó là sợ hãi đối với cái việc còn tử sanh luân hồi. Từ chỗ đó đó mà mỗi người chúng ta ráng cố gắng cam tâm tình nguyện thu thúc thân hành, thu thúc khẩu hành ngày một tốt đẹp hơn. Ước mong tất cả chúng ta đều có được cái sự thành tựu trong việc học pháp hành pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học pháp cú số 318.
Ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con tri ân Đại Đức, và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Vata sapa mangalam rakhanto sapa de vata sapa buddha na pha vena sada sati pangwantu te Bhagavato sapa mangalam rakhanto sapa de vata sapa dhamma na pha vena sada sati pangwantu te Bhagavato sapa mangalam rakhanto sapa de vata sapa sangha na pha vena sada sati pangwantu te. Tất cả phương ban có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.